Chào mọi người lại đến với channel của Hưng Nguyễn. Hôm nay thì mà đèn mình cũng đã ngắt bên đây thì và để mình muốn cho cái hàng mà mình cắm mắt nó ra đều với cái hàng điện thì giờ mình ngày này mình cũng chấm luôn. Mình chấm thẳng khoảng 4 ngày ha, 4 ngày hoặc 5 ngày mình chấm 4 ngày thôi. Bây giờ thì anh em hỏi mình cái cách mà để tách mắt như thế nào thì hôm nay mình sẽ quay luôn. Và đây nè. Cái mắt nó lồi ra không có gai ha. Chúng ta cạo ra nó chúng ta thấy màu vàng ha. Nó có màu vàng đây nè. À, cạo sơ thôi ha, cạo sâu xuống là nó sẽ bị dị tật ha. Rồi á ta dùng cái BRH. Mở nắp. Và chúng ta chấm một cái giọt rất là nhỏ thôi. Đó là nhiều thuốc rồi đó. Mình chấm hơi bị nhiều thuốc rồi đó. Rồi mình cân tàn ha. Cái đây là thì tàn. Một cái tàn này nó có 3 giây thì mình không có 3 chấm nữa. Chấm này nó lâu lắm nha. Cái nó nhược điểm của nó là tốn thời gian thôi. Nhưng mà cái thành công nó rất là cao. Chúng ta lựa mắt gai hoàn hảo thì nó tỷ lệ nó rất là cao ha. Bây giờ mọi người tôi sẽ hướng dẫn lại nè, mọi người sẽ tách mắt nhẹ thôi. Đúng không? Mọi người dùng ngón tay mọi người cạo. Hoặc là dùng cái một cái cộng đồng gì đó. Nếu mà người chọn xác định không được mắt hoa thì nó là sẽ mà là mắt chồi hoặc là mắt chết nha, nó sẽ không thành công nhiều nha. Cái mắt này nó hơi vàng thôi nhưng mà mình có thể mình nghĩ là chắc có thể nó được. Thường thường nó không được nó thành ra chồi đó. Cái nào mà nó mình nghi nó là chồi thì mình nên làm hai mắt. Mà đến khi mà nó ra mình nó ra được hai mắt rồi thì mình lựa mắt mình bẻ đi ha, mình đừng có để nó cái kiểu mà nó hai bông trên một cành nó khó lắm. Rồi cái này là cành trong kia ha, tôi sẽ làm thêm một mắt nữa vì tôi nghi nó mắt đó là mắt chồi, nó không có nhiều màu vàng. Mọi người nên nhớ là cái chấm cái này á thì khoảng ngày mai á là mọi người tưới được rồi thì để an toàn thì mọi người để 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi nghĩ là 12 tiếng là được rồi, nó thấm vào thành rất là lẹ. Rồi tiếp tục nha. Đó mọi người thấy màu vàng không? Nó vàng như vàng vàng chanh thôi. Có cái băng này là chắc ăn. Có những cái thành phần nó bị chết nha, nó bị có một cái lá ủ y như cái màu nâu á là nó chết rồi, chết mắt rồi, nó không thành công đâu. Nhìn những cái mắt đó chúng ta đừng có chấm. Rồi những cái trường hợp mà chúng ta cạo nó đau quá, đau tay quá thì có một cái cách là mọi người có thể dùng một cái cộng đồng á. Đây. Mọi người dùng cái cộng đồng mọi người cạo ha. Cái mắt này nó bị chết rồi nha, nó bị nâu nè, mọi người có một cái điểm nâu nè, mọi người thấy không? Đó, nó một cái điểm nâu là nó đã bị chết mắt rồi. Thành ra mình không có nên chấm những cái mắt này, tốn thuốc không có được hiệu quả cao đâu. Lúc mà chúng ta làm đồng loạt á, chúng ta làm cho lẹ thôi. Cái đây là do mình làm video là mình quay nó chậm thôi, chứ còn đúng là khi mình làm nó thao tác nó nhanh hơn rất là nhiều lần. Đó mọi người cạo sơ ra nó chóc cái lớp ngoài ra là mọi người chấm được rồi. Một cái lượng rất là nhỏ luôn. Nếu mà không an toàn thì chúng ta chạy thêm một mắt nữa. Đó là những cái cành già nha, chúng ta cạo cái mày nha. Còn những cành tơ mà non đó là không cần ha, tách ra là chấm luôn.
Đây là những cái cành già nó trên 4 năm tuổi thôi. Có những cái trường hợp là phải tách sâu vô nữa nó mới ra nha. À, tôi chấm nguyên mấy gần 100 trụ này để mọi người xem là nó như thế nào ha. Chứ để rồi anh em nói là mình không có dám làm này nọ, không phải đâu, do là nó không có gì gặp dịp thôi, chứ gặp dịp mình cũng phải làm cho anh em xem chứ. Đây là cái mắt hoa chết đây, đây mọi người nhìn là cái mắt hoa nó một chết nó sẽ màu nâu, nhưng mà chúng ta cạo sâu xuống một chút coi thử nó sẽ thế nào nha. Rồi thử nó sống không? Những cái cành này á là cái tìm cái mầm hoa rất là khó, những cành mà nó yếu á, đây là mầm hoa đây, những cái cành già mình mới tách cái kiểu này nha, còn những cái cành tơ không có cần đâu, dít ra là quất thôi, dít ra là chấm thôi. Và mình đi á là một mắt. Cái mắt này rất là đẹp luôn, mắt hoa 100% luôn, mắt này nó cương lên không. Bữa trước mình có xịt sản phẩm F1 cũng như là thằng NCO3, thằng NO3 chứ không phải NC nha, xin lỗi, NO3 là cái thứ mà cho nhựa xoài nhãn rồi có trái mùa đó. Có nghĩa là nó không hoàn toàn bung cương lên hết đâu, nhưng mà xịt cái đó vào thì nó có mắt nó bung, có mắt nó không ha, chứ không phải là mắt nào cũng bung đâu. Tỷ lệ chết mắt rất là nhiều ha, cái này nó bị chết mắt này. Mình không biết nó sống nổi hay không, nhưng mà mình chấm thử mấy cái điểm này, mình chấm thử. Rồi, để mình là sẽ canh cái lượng thuốc cho mọi người ha. Đây nhiều anh em muốn có biết được cái lượng thuốc sao cho nó đúng thì mình xin nói luôn là đây. Bây giờ cái mắt mình tách xong. Mình tách xong ha, nó ra màu vàng như vậy á. Những cái mắt nu lên mà chúng ta cạo ra mà nó còn sống xanh, nó xanh ở ngoài mà nó có một cái điểm vàng ở trong là cái tỷ lệ nó thành công rất là lớn. Rồi mọi người sẽ dốc cái bình nó xuống, không cần bóp ha, nếu mà chúng ta thuốc nó khi nào nó hết chúng ta mới bóp thôi, còn bóp nhẹ một cái thôi cho nó vừa đủ lan thôi ha, không cần nhiều ha. Cái thuốc này nó đặc, nó rất là, nó đỡ hao lắm. Thành ra mà anh em mà chấm
nó hào quá là nó không bao nhiêu mà bắt mắt hoa đâu. Những cái cành già tôi chấm, cái này là tôi chấm những cái cành già, còn những cành tơ tôi không có chấm, tôi để đó để mai mốt mình đánh đèn hay là gì đó thì cho nó dễ ra hơn, hoặc là mình tạo cái mầm hoa lại sau này mình chấm cho nó dễ ha. Còn những cành nó non quá nó chịu không chịu ra đâu, nó không chịu ra. Nó không chịu ra bông mà nó ra chồi thì phí lắm. Và hôm nay á mình làm video tới đây thì mình cũng một phần nào đó giải tỏa cái thắc mắc của mọi người là thuốc làm sao cho nó vừa và chấm làm sao và tìm mắt mắt hoa làm sao. Cái này thì cái video nó cũng là chi tiết rồi, mình sẽ đưa những cái hình ảnh nó liên quan đến vấn đề này cho mọi người cùng xem. Có những cái hình ảnh rất rất là rõ, mà đây camera của mình là xài cái điện thoại của Bắc 5C, nó iPhone 5C thì nó cũng hơi bị mờ, và qua năm thì mình có những cái chiến lược mới, mình mua cái máy quay cho thật là chính xác để mình quay cho anh em cùng biết được cái cách mà làm nó hiệu quả. Và tiếp tục mình sẽ theo dõi hàng ngày khi nào nó cập nhật video liên tục trong những cái tình trạng mà chấm mắt BRH này. Thì một giây một trụ thì mình chấm khoảng 15 giây 20 giây gì đó, sau đó là mình tuyển từ từ. Mọi người đừng có để nhiều, ham nhiều làm gì. Để khoảng tầm 10-12 trái, 15 trái thì cái lùm này nó nuôi rất là to ha. Hàng cồ không, 9 lạng hết thì mọi người nghĩ là nó bao nhiêu. Rồi tôi xin tạm ngừng video đây, thì mà lời cuối cùng thì tôi xin chúc mọi người thành công nha. Và mọi video này thì mọi người có cần một vấn đề gì đó cứ hỏi bình luận dưới video để tôi trả lời. Và cũng có thể như mọi người có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại của tôi là 0792123055 để tư vấn ha. Rồi tôi xin chào tạm biệt.